Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Siêu Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, chuyên các cái dòng xe khù khoàm lằng nhằng và kể cả xe tiền tỷ em cũng bán, 10 triệu em cũng chơi. Và ngày hôm nay thì em Vũ Siêu Ô Tô lại tiếp tục cho các bác một mẫu xe sedan cỡ B được rất nhiều người yêu thích, một mẫu xe mà được nhiều người sử dụng và đến bây giờ thì đây vẫn là một chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Em này thì rất là đặc biệt, đó là màu sơn đỏ mặn, một cái màu rất là hiếm đối với cái dòng xe ô tô. Và đây là một chiếc xe số tự động máy chấm 6 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn. Xe thì còn đẹp, máy xăng ăn rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây. Và cái dòng này là một cái dòng xe hợp lý dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế vừa phải, dành cho những hộ gọi là vừa thoát nghèo. Mình mua một con xe để tránh mưa tránh nắng đi cả gia đình thì rất là hợp lý. Và dòng này thì đảm bảo các bác là không bao giờ phải lo lại hỏng vặt giữa đường nhá. Riêng dòng xe Kia Cerato là một cái dòng xe quá thương hiệu rồi. Và đến thời điểm này là một cái thời điểm mà tính ra là được 14 năm rồi, nhưng mà chiếc xe này vẫn còn ngon, máy vẫn gầm, vẫn chắc chắn, nội thất của xe thì cũng còn tương đối là ok. Dàn lốp đẹp, la răng càng đét và đèn đóm thì đầy đủ. Em này thì đã được lên cả led mí cơ, rất là hiện đại và xịn sò. Đời 2010, gần như là Cerato nó đến tầm đấy là người ta nhập rất là nhiều. Thế nhưng mà đến về sau thì cái dòng Cerato này ít khi nhập và đến tận 2013-14 thì bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Thế nên các bác mà muốn mua xe nhập thì cứ em này mà diễn đi thì cực kỳ sung sướng luôn. Mà giá này rất là phù hợp các bác nhá. Vâng, chỉ có hơn 200 triệu thôi là các bác đã sở hữu ngay được Cerato 2010. Đấy, nhập khẩu Hàn Quốc, tư nhân chính chủ và bác chủ thì là một cán bộ nằm ở cảng vụ Hải Phòng. Bác ấy sử dụng chiếc xe này cũng đã khá là lâu rồi. Và bây giờ có điều kiện thì bác lên một con xe mới, chạy hơn chục năm. Bây giờ để lên một cái chiếc xe mới thì với cái tầm tiền như thế này, chỉ có hơn 200 triệu thôi thì các bác đã có ngay được một chiếc Kia Cerato 2010 máy 1.6. Thực sự là một cái mức giá rất là yêu cho mọi nhà. Đấy, các bác nào mà tầm hợp lý, hợp tầm tiền và muốn mua một chiếc xe như thế này thì các bác có thể liên hệ qua Vũ Duy Ô Tô qua số 0869158926. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Và em bán là bán giá thợ, giá mộc luôn đấy các bác nhá. Vâng, xe thì rất là đẹp. Đấy, số tự động này, gẩy số vô lăng này, đèn đóm tích hợp các thứ đầy đủ. Và xe là cán bộ công chức người ta đi nên là rất là ok. Đấy, chất xe thì nói chung là chả chê được cái gì. Còn lại đương nhiên là em này thì theo năm tháng rồi có những cái va quẹt xước sát thì không tránh khỏi, thì cái đấy là chuyện bình thường bỏ qua. Thế nhưng mà được cái là về tổng thể thì đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng luôn cho mọi nhà. Đấy, các bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua xem xe nhá. Vâng, và bây giờ thì em sẽ xin phép là đi chi tiết vào từng phần của chiếc xe. Chiếc xe này thì mang biển Hải Phòng 15A20892. Cái biển này thì bác ấy cũng đã là không phải là một chủ đâu, mà là hai chủ rồi. Và bác chủ cũng là một người rất là thân với cái người chủ gốc, thì cái đấy là bình thường. Hồi xưa người ta mua bán hay là để cho nhau lắm. Thế còn về phần mặt ca lăng của xe thì đấy, form 20209 thì như nhau thôi. Dòng Cerato này nó không thay đổi mẫu mã về những cái thời điểm về trước nhiều. Thế nhưng mà về bây giờ thì nó thay đổi rất là nhiều luôn nhá. Xe em mới lấy về xong nên là có những cái chi tiết nó không được đẹp như thời giờ gọi là dọn dẹp, thì các bác thông cảm. Đấy, đèn cũng sử dụng toàn bộ đèn công suất ánh sáng cao và có led mí ở phía dưới giải này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Và xe thì nói chung là tương đối là cứng. Em này thì được cái là xe người ta đi đến bây giờ là cũng đã được hơn 20 vạn rồi. Nhưng mà cái chất xe thì các bác không phải nghĩ, tôn vỏ dày dặn luôn. Vâng, và kính của xe là còn zin nhá. Em này là kính còn zin luôn này. Đấy, còn nguyên bản. Và đăng kiểm thì chiếc xe này đến tháng 4 năm 2025. Đấy, một mẫu xe để dành cho những người có điều kiện kinh tế vừa phải, muốn mua một chiếc xe gia đình. Đấy, bền. Đấy, giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu thì đây là thực sự là một cái mẫu xe mà các bác không thể bỏ qua cho một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Vâng, đây là một chiếc xe của Hàn Quốc các bác nhá. Dàn lốp của chiếc xe này thì đang sử dụng toàn bộ 4 quả Bridgestone, lốp Bridgestone rất là dày, Turanta. Và cái dòng lốp này cũng là một cái dòng lốp mà độ bền bỉ cao, lốp 25, 45, la răng 17. Ở lốp thì nó dày như này đây. Đấy, lốp này đết 2023 luôn này. Đấy, hơi cũ vì là cái này là em vừa mua về xong chưa kịp rửa dọn gì nên là nó hơi cũ theo thời gian. Đấy, cua lốp này còn đẹp này, không bị bục mọt. Đấy, sóc gầm thì con này là được thay rồi. Đấy, em này thì có một cái điểm trừ, đó là cái chân máy là hơi kém. Thì cái này em sẽ cho xử lý luôn sau video này. Tôn vỏ thì rất là mỏng. Đấy, tôn vỏ mỏng này. Em này thì
nó có cái phần chỉ này nó hơi kém theo thời gian. Đấy, cái này bình thường, nhưng mà nó không có bị đâm va. Đấy, không bị đâm va nhá. Tôn này là tôn zin luôn, không phải là đâm va cánh. Cột kèo thì bên em cũng đã kiểm tra hết rồi. Đấy, cột này, cột nó còn đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn là toàn bộ phần thân cột này. Đấy, còn rất là nét. Và cái phần dưới này, đấy, tem nhãn nhập khẩu còn nguyên. Đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và cái dòng này là tiêu chuẩn xuất Trung Đông, một thị trường rất là khó tính. Đấy, đấy, nội thất ghế này, đấy, các bác nhìn này, nội thất ghế nó còn căng nét này nẹt như thế này. Đấy, nội thất ghế này đấy, còn căng luôn. Và xe thì đúng là thực sự là điểm cộng luôn. Trần này, các bác nhìn trần này đấy. Và có cửa sổ trời đầy đủ nhá. Nói chung là với một chiếc xe mà gia đình, một chiếc xe để gọi là đi thì rất là hợp lý luôn. Mà lại là xe số tự động chứ không phải số sàn. Các bác mua những chiếc xe như thế này về đi thì rất là yên tâm. Đặc biệt là cái độ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, đấy, chăm chút tỉ mỉ, dễ dàng. Thế là mình đi những chiếc xe như thế này thì rất là yên tâm. Xe là không có dịch vụ taxi nhá. Và 100% cho các bác là không có dịch vụ taxi. Đấy, nội thất phía bên trong xe này các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ bên trong này. Đấy, nội thất ghế hàng thứ hai ạ. Ghế này ghế da zin nên là nó cũng hơi xấu theo thời gian một chút, nó không phải là đẹp như là ghế mới. Nhưng cái này thì bình thường, mình có thể là mình về mình một là vệ sinh đánh bóng, hai là về mình thay cái da. Cái này thì bình thường không vấn đề gì. Nhiều người người ta thích để nguyên đồ zin. Đấy, kính thì kính điện đấy nhá. Vâng, và con này thì kính là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây, em sẽ mở cho các bác để các bác cùng xem. Đấy, kính lên xuống nhẹ nhàng. Đấy. Đấy, lên xuống nhẹ nhàng luôn. Cái kính này thì đều là kính giữ tay thôi và không phải là kính một chạm. Đấy, kính hoạt động hoàn toàn bình thường và rất là ok. Thế còn về phần phanh thì phía đằng sau này, con này cũng là hàng cao cấp nên là phanh nó là phanh đĩa. Đấy, la răng 10 chấu và cua lốp là không có bị mọt, không có bị bục thế nào. Đó, bạn nhìn nào, cua lốp rất đẹp luôn. Đấy, còn về phần đèn hậu thì em này được cái là đèn hậu trong. Đấy, không có nứt vỡ, không có bị động nước. Đấy, đèn hậu nó còn căng nét này nẹt như này đây. Đấy. Và đây là một chiếc xe 2010. Đấy, bản chung, không phải là bản full nữa nhá. Con này là không phải bản full. Có đuôi gió vào đây, các bác nhìn này, thời tiết nắng này nhìn cái màu nâu này rất là đẹp. Màu nâu đỏ nhìn rất là phê luôn. Đấy, không như là những chiếc xe gọi là kém cái dòng Cerato này thì nó là một cái dòng xe rất là bền bỉ. Đấy. Mở cốp này các bác nhìn này, đồ đầy đủ luôn này. Không thiếu một cái gì. Đấy, và em này thì lốp sơ cua, đồ nghề kích lốp các thứ thì ngay đây. Đấy, nói chung là tất cả các thứ đồ nghề của xe là còn nguyên đầy đủ. Đấy, lốp sơ cua đây. Đấy, xem nào, cái lớp đét này à, chắc là lộn mặt sau rồi. Đấy, vách lòng thùng của xe là còn nguyên này, nó không bị mục mọt này. Đấy, còn nguyên bản nhá. Đấy, nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh gọi là hơn 200 đến 300 thì thực sự ra là Cerato vẫn là một cái mẫu xe mà rất nhiều người lựa chọn luôn. Đấy, đét này là 20 này, đét 20 nhưng mà xem nào, lốp cũng vẫn còn dày, gầm gì đây. Đấy, các bác nhìn gầm này, cổ vô sáng choang luôn. Em này thì được cái là bác chủ chỉ đi từ nhà đến cơ quan thì mỗi ngày là rơi vào tầm khoảng 35 cây đến 40 cây. Đấy, không đi nhiều. Đấy, nhưng mà được cái là chất xe giữ tốt. Đấy, thành ra là tất cả các chi tiết, kể cả chi tiết da này nó của nó còn ngon. Đấy, kính điện lên nhẹ nhàng. Và ghế, hàng ghế phía bên trong này. Đấy, đây là các bác nhìn này, ghế này thì còn đẹp. Vâng, cái này thì về là đánh bóng bằng xi là đẹp. Vâng, không cần phải nhiều. Đấy, tôn vỏ rất là dày. Và các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Tapi nhựa đẹp. Đấy, kính lên xuống này, ok. Bản lề đây. Cái này thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết theo thời gian, nhưng mà được cái là chất xe thì đây là một chiếc xe cứng luôn. Em này là bản chung nên là nó sẽ không có túi khí ở đây nhá. Không túi khí ở ghế mà nó chỉ có túi khí ở mặt táp lô, là bên người phụ này và bên vô lăng. Đấy. Còn táp lô em này thì được cái là sạch. Đấy, táp lô đẹp. Màn hình thì đúng là màn hình cũ của hãng đến bây giờ đối với con như thế này. Cái màn này thì các bác thích màn Android thay vào đơn giản lắm. Vâng. Tầm này thì màn Android nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 triệu. Đấy, gầm này. Gầm rất đẹp luôn. Gầm cực đẹp luôn. Màn Android đây thì em thay chỉ cần tầm 4 triệu thôi các bác nhá. Vâng, rất là rẻ và đầy đủ các chức năng. Đấy. Còn các bác thích nhà hàng cao cấp thì nó có thể nó lên nhiều tiền. Thế nhưng mà với cái tầm tiền như thế này thực sự ra là lắp một cái màn Android rất là hợp lý luôn.
Rồi, bây giờ thì xin phép các bác sẽ đi vào bên trong. Em này thì chạy đồng hồ là 25 vạn. Đấy, 25 vạn này. Nhưng mà cái phím này thì nó lại rất là mới. Bình thường như em đảm bảo các bác nhìn cái chỗ này này, của nhiều con xe nhé, là không bao giờ mới được như này, mà nó sẽ mờ hết rồi. Thế nhưng mà đây còn nhìn rõ nét. Đấy, điều chỉnh auto. Và xe thì gạt mưa, gạt kính các thứ là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, gạt mưa rất sạch. Đèn nổ start top luôn này. À, đèn nổ start top này. Đấy, của hãng là đèn nổ start top. Vô lăng khâu da đẹp. Đấy, con này thì được cái là bọc vô lăng và giữ gìn rất là cẩn thận, nên là vô lăng khâu da ok. Đấy, điều hòa cũng điều hòa ô tô này. Rất là xịn sò, cần số tự động thì đã được bọc mới rồi cho nó sạch sẽ rồi. Đấy, thế các bác nào mà thích thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp, điều chỉnh độ lên xuống của đèn pha này. Đấy. Rất là nhiều các cái chức năng hiện đại. Và em này thì bên em đang bán giá rất là hời các bác nhá. Vâng, chỉ có 239 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Kia Cerato đời 2010. Đây, em xin phép em sẽ chống cabo. Em này thì em vừa mới lấy về xong. Đây là các bác thông cảm là khoang máy nó cũng hơi bụi bẩn theo thời gian nhá. Đó, nó hơi trắng trắng một chút này, hơi rung rung một chút. Đấy, máy này, cái này thì thay chân máy là ngon ngay. Em này thì đến tầm phải thay chân máy rồi. Đấy, cái đấy là bình thường, không vấn đề gì. Đấy, có sao thì đó vậy. Máy số thì ngon, êm. Đấy, nổ thì thầm. Đương nhiên là đời này thì không thể bảo máy máy zin nguyên bản là không có. Vâng, nó gọi là được bảo dưỡng thì đương nhiên đến kỳ là người ta sẽ thay những cái ví dụ như là trục cam, rồi thay những cái xác măng để làm sao mà vận hành cho nó tốt. Đấy, nên là cái xe thì đời này thì không thể nói là zin, mà cần là xe ngon thôi. Đấy, máy ngon, máy chất thôi. Đấy, gầm bệ sắt xi, đầu răng các thứ của xe thì ok. Đấy, răng đầu còn đẹp và sạch sẽ. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này thì thực sự đây là một chiếc xe tương đối là cứng. Đấy, thế này các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy, và tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Và đây là một chiếc xe Kia Cerato còn rất là ok. Đấy, máy ngon, thân vỏ đẹp, sạch sẽ, cứng cáp. Và giá tiền thì đấy, em bán cái giá nó chỉ có 239 triệu đồng cho chiếc Kia Cerato thôi. Các bác quan tâm thì alo ngay cho em qua số điện thoại 0869158926. Uzi Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, và chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khủ khoằm, hàng hiếm, hàng hiếm có khó gặp. Đó, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ. Đấy, con này tầm nắng cái này nhìn cái màu nâu đỏ phải nói quá đẹp luôn. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.